Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21:30 thứ năm trên kênh HTV7. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị thấy rằng là sân khấu của chúng tôi có rất là nhiều cái sự thay đổi, những quả bóng bóng nhiều màu sắc, và ngay cả Đại Nghĩa xuất hiện cũng với một chiếc áo vô cùng lộng lẫy. Là bởi vì sao? Bây giờ đã là những ngày cuối năm, mà cuối năm là mùa của lễ hội, là mùa của những cuộc vui chơi. Vì vậy chương trình hôm nay cũng mang đến một cái màu sắc tưng bừng của những lễ hội Carnival, mà nơi đó những người đến tham dự họ hóa trang thành những nhân vật khác hẳn bình thường với những trang phục lộng lẫy vô cùng màu sắc. Và hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón những đội trưởng đến với chương trình của chúng ta với những cái bộ trang phục cũng không kém phần rực rỡ. Xin mời các đội trưởng của chương trình. Dạ, thưa quý vị, đó là Lâm Vi Dạ và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh. Vừa rồi mới nói rằng là đội trưởng sẽ xuất hiện với những bộ trang phục không kém phần rực rỡ. Dạ. Thì dạ có lấp lánh. Thế còn anh Thịnh không đi... thấy một cái hộp chiếu nào hết nha. Đi hộp, đi hộp. Rụng hết á, rụng hết. Rụng hết. Đi ra mà lắc nhảy, quá không anh. Lắc quá, nó kẹt và nó chà. Có bao nhiêu hộp, nó rụng hết. Nhưng không, yên tâm đi. Sẽ có một người lấy lại tất cả những cái gì rực rỡ nhất mà anh em chúng ta chưa có. Đúng. Hãy cùng chờ đón đội trưởng Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi. Cái nụ cười này là cái nụ cười gì vậy? Dạ, của mấy chị Victoria Secret. À, mấy cái người đó ra là bận đồ đồ bikini. Dạ, không bikini đó. Rồi à. Mấy chị đeo cái cánh về mấy chị cười. À, còn em tại sao đeo cái cánh mà vẫn mặc bộ đồ này? Tại vì em rất là mê anh Wowy trong Đáp Việt. Anh hát cái bài gì Thiên Đàng đó. Thiên Đàng dành cho anh, ông trời mở lối, đi đến cổng trời miệng anh nhà khối. Anh biết nơi này là cái khu anh sống. Tiên nữ đâu rồi, hãy đưa anh vào trong. Trời ơi, bữa nay anh mới biết Wowy mà dẹo dữ vậy đó. Không có, ảnh đó là ảnh đọc gáp vậy là em mê Wowy quá. Ngày hôm nay em muốn làm thiên đàng. Ừ. Tiên nữ đâu rồi, hãy đưa anh vào trong. Tiên nữ là ta. Là ta. Là ta. Trời ơi, ôi ôi, đổi tiên nữ đi ghê quá. Anh hồi nãy giờ em thấy Lâm giống một cái con chim. Con chim gì? Mà giống dã man luôn. Chim con gì? Con diều hâu á. Con diều hâu á. Con diều hâu á. Trời ơi, hay quá mà. Ê, chả con diều hâu luôn á. Thôi. Còn anh Thịnh, khi anh nhìn cặp cánh này anh có cảm giác gì anh Thịnh? Anh thèm. Thèm gì anh? Anh thèm em ạ. Cánh gà chiên nước mắm quá. Ờ, nghĩ sao mọi người sao á. Em thì nhìn cái đôi cánh này em cảm giác giống như là cái món gà ác tìm thuốc bắc hơn. Mà ngày hôm nay em giận mọi người với sợ đã hẹn hò với nhau là ngày hôm nay lễ hội là mặc đồ cho lông lộn lên. Lương em ngày hôm nay có 3 triệu mà em mướn bộ cánh 6 triệu 7. Rồi rốt cuộc tới đây có một mình em đeo cánh. Rồi cánh của mấy người đâu? Cánh của chị cất. Em kì. Đáng ghê. Thường người ta nói chim là sống theo bầy theo đàn. Sao hôm nay em có lẻ một mình em vậy? Không dám đâu, ở trên kia một bầy anh dễ hú một cái một bầy bán giá. Vậy một thì bây giờ này chờ coi coi những khách mời hôm nay của chúng ta có giống cái bầy chim mà em mới nói hay không? Dạ. Về chỗ trước đi rồi mình chào đón khách mời nè. Và bây giờ sẽ là khách mời đầu tiên. Xin mời. Wow, thân hình rất uyển chuyển ạ. Wow, ai mà đẹp vậy? Quá. Kỹ lắm. Đó là khách mời đầu tiên mà bữa nay lạ lắm nha. Bình thường là Luật có thô ráp lắm, sao tự nhiên bữa nay mà múa lượng dữ vậy em? Dạ, tại em đứng em nhìn vô cái bóng anh mình. À. Mình biết mình làm cái gì với cái bóng đó. À, dạ. Là đó là cái bóng của em mà nó. Dạ. Tức là bao nhiêu lâu nay mình không có thấy cái bóng đó đúng không? Dạ. Bây giờ mới có dịp mình nhìn thấy cái bóng trong con. Dạ. Người của mình. Dạ. À. Cho nên là hơi múa hơi lượng chút xíu. Nhưng mà nè, bữa nay là lễ hội Carnival, lễ hội tưng bừng náo nhiệt. Em dòm coi xung quanh cũng lộng lẫy sắc màu, sao em đơn sơ vậy? Dạ, em cũng nghe chương trình nói với em là lễ hội. Dạ, thường thường em đi lễ hội em bận vậy không à? Ủa vậy thôi đấy hả? Dạ, em đi phần lễ phần hội em không có chơi à.
Thôi được rồi, bây giờ mời em qua đây đứng nha, để mình tiếp tục mình chào đón hai khách mời tiếp theo xem họ là ai. Xin mời khách mời tiếp theo. Đó là ai vậy ta? Chắc có lẽ là một cô gái. Ủa, bây giờ từ một biến thành hai cô gái. Đẹp quá. Mời hai cô gái bước ra nào. Hai cô gái. Không phải là hai cô gái mà là BB Trần cùng Hải Tiêu. Sao bữa nay chơi cái bộ trang phục trắng xanh dòm tưởng Thanh Xà Bạch Xà không nha? Sao cái gì mà cái nút áo như cái bán đồ vậy? Không phải anh, chương trình á lấy lộn sai anh, tay nam không lấy lộn sai nữ. Không, thành ra thường em mang... là em mặc sai nữ mà. Em móc cái này vô không có vừa. Không có sai nữ nhưng mà ít XL. Dạ đúng rồi. Con này sai S. Cái này sai nhỏ quá. Nữ S. Thanh Xà Bạch Xà làm sao bằng gà ác tìm chút bắt. Ôi, coi chừng ông coi chừng ông bắt mình đó. Em mà đứng ở giữa cái hai người đứng như hai trận về đó, đi chơi. Rồi, lễ hội liền. Wow. Bây giờ mình làm một màn catwalk nha. Dạ. Vô. Và sau đây là bộ sưu tập của cô Bảy Dương Lan ạ. Wow. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần trình diễn của hai người đẹp BB Trần và Hải Tiều trong bộ trang phục Thanh Xà và Bạch Xà. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Tiêu Mẫu, Lê Dương Bảo Lâm. Tiêu Mẫu Lê Dương Bảo Lâm là một người mẫu với rất là nhiều những cái đường nét đã có sự chỉnh trang. Cho nên những đường nét lúc nào cũng lung linh rạng rỡ, đặc biệt là cái đôi môi chúm chím và cái hàm răng trắng tinh quanh ta luôn là cái điểm sáng mỗi khi ta xuất hiện trước mọi người. Và bây giờ chúng ta cùng gặp lại ba siêu mẫu BB Trần, Hải Triều và Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Cái mỏ bị gì vậy? Hình như nó dập bẻ luôn. Mỏ con chim á. Thần thái anh, thần thái này kia đó mà lên sân khấu là phải vậy. Đúng là hết được hả? Đúng hết được. Anh ơi, cái gì? Hồi nãy em vô cái thế rồi. Anh hỏi chi vậy, em nút cái mỏ con chim được. Bạn thấy cái mỏ nó kỳ quá sao? Tự nhiên bình thường mình nhớ cái mỏ của Lâm nó rộng lắm, tự nhiên bây giờ nó teo lại còn con nhúm mà. Tại vì mình đóng con chim mình phải làm cái mỏ con chim. Rồi thôi bây giờ về chỗ được chưa? Đây là chỗ của khách mời. Mời Luật vào đây đứng giữa nè em. Rồi đó. Em giống như là nhà thiết kế vậy đó. Nhà thiết kế. Hồi nãy không mời nhà thiết kế. Đó, hôm nay thì ba khách mời của chúng ta sẽ tham gia chương trình. Dạ. Và các em sẽ có cái quyền lựa chọn về ba đội trưởng mà các em cảm giác là mình có cái niềm tin. Đó, bây giờ thì bây giờ mời Luật trước đi. Luật, nếu như em về đội anh Thịnh thì em với anh Thịnh giống đi họp phụ huynh quá. Đúng rồi đó. Em về đội Lâm thì không được. Tại vì anh đứng gần em, cánh của em sẽ đập vô mặt anh. Em sẽ chọn dạ. Rồi, Luật sẽ về với đội của Lâm bây giờ. Mời em. Bây giờ còn BB với Hải Triều nè, các em muốn về đội của ai? Em cũng hoang mang quá, không biết chọn ai nữa anh. Hay là để cho hai người đội trưởng chọn tụi em được không? Tụi tôi không rảnh ha. Ở đây khách mời tôi chọn tụi tôi vậy thôi. Em chọn anh Thịnh anh. Dạ. Chưa gì mà thấy đội trưởng cặp quá đúng không? Đó. Mời BB về với anh Thịnh. Hải Triều về với Dương Lâm. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có ba đội chơi và ngày hôm nay hơi khó khăn trong cái việc mà sắp xếp chỗ ngồi. Hải Triều với Lâm bây giờ mà quay qua tương tác qua lại thử coi. Chào đâu. Nó bị dính lèo lên. Rối quá. Thấy không? Lâm ơi, em có muốn hạ cánh không? Dạ không. À, vẫn giữ gì cho đẹp hả? Dạ em hỏi chương trình mình quay mấy tiếng à? 8 tiếng thôi chứ mấy. Tháo nha. Thật sự thì em với Nghĩa cũng cùng màu đó. À. Cho nên em sẽ nhường cho anh Nghĩa nha. Không em ơi. Có nét thích nha. Không, anh thích bao giờ chứ. Trời ơi. Tự nhiên kêu anh thích là làm sao mà anh có cái chuyện thích. Khi anh mặc cái bộ trang phục này thì làm sao mà anh có thể anh dẫn chương trình được, có phải không? Trời ơi. Cho chết rồi. Nói vậy thôi Kiều ơi, cho anh xin phép anh gửi lại cho em nha. Thưa quý vị khán giả, chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin của chúng ta hôm nay có một cái không khí tưng bừng náo nhiệt, cho nên tôi mong muốn rằng là những cái vòng thi của cả ba đội chơi vẫn sẽ giữ được cái không khí này để chúng ta truyền được cái không khí đến với khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Những ngày cuối năm là những cái ngày mà tất cả mọi người đều mong muốn vui chơi sau một năm làm việc rất là vất vả, rất là mệt mỏi. Và đặc biệt là như năm vừa qua thì chúng ta biết rằng có rất là nhiều những biến cố mà chúng ta đã cùng nhau nắm tay bước qua nó. Vậy thì bây giờ còn những ngày cuối năm này, chúng ta hãy tạm quên hết tất cả những cái nỗi muộn phiền đó để chúng ta hòa mình với không khí của lễ hội để thật vui trong chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin ngày hôm nay.